Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ninh Bình từng bước đưa du lịch thành nền kinh tế mũi nhọn. Mô hình trồng lúa hữu cơ tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Thái Bình mới đáp ứng được 20% nhu cầu về ngao giống trong tỉnh. Hà Nam thanh kiểm tra 1.075 cơ sở thực phẩm. Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ và xử lý 750 kg bì lợn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tặng 141 xe đạp cho trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã huy động được trên 20,8 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, huyện Yên Mỹ đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tập trung nguồn vốn, lồng ghép hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới với các chương trình mục tiêu quốc gia, tăng cường công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực từ nhân dân doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, huyện đã huy động được trên 20,8 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới. Đến nay, bình quân xã đạt 18,1 tiêu chí. 5 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2018 gồm Đồng Than, Tân Việt, Minh Châu, Hoàn Long và Yên Hòa. Đến thời điểm này, đều đạt 18 trên 19 tiêu chí. Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hà Nam, 5 tháng đầu năm nay, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.530 tỷ đồng. Đây được đánh giá là tín hiệu tốt để ngành thuế tiếp tục thực hiện thành công chỉ tiêu thu 5.227 tỷ đồng mà dự toán Trung ương giao cho cả năm. Theo thống kê của Cục Thuế tỉnh, trong 5 tháng đầu năm nay, toàn ngành ước thu được gần 2.530 tỷ đồng, đạt 48% dự toán Trung ương giao, tăng trên 13% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ thuế, phí và thu khác là gần 2.140 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ thu, đảm bảo tiến độ vào dự toán tỉnh giao năm 2018, Cục Thuế tỉnh hiện đang chỉ đạo chi cục thuế các huyện, thành phố tập trung rà soát khai thác các nguồn thu phát sinh trên địa bàn như thuế, phí, lệ phí, thu khác ngân sách, các khoản thu liên quan đến đất đai để đảm bảo quản lý chặt chẽ nguồn thu, thu đúng, thu đủ và kịp thời. Những năm gần đây, du lịch Ninh Bình đã có những bước phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển nhanh và bền vững. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2018, tổng số khách đến Ninh Bình đạt 5,3 triệu lượt khách, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Có được kết quả trên là do tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, chính sách về phát triển du lịch, xây dựng triển khai các giải pháp khai thác hợp lý tài nguyên du lịch, nghiên cứu, khuyến khích đầu tư phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch mới, độc đáo hấp dẫn và thân thiện với môi trường, có chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện cho cộng đồng địa phương tham gia giữ gìn, bảo vệ di sản, cung cấp dịch vụ và hưởng lợi từ hoạt động du lịch, nâng cấp đầu tư cơ sở hạ tầng các khu điểm du lịch, trong đó có dự án nạo vét, xây kè, bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê. Trước kia thì chưa có, thì cuộc sống của người dân ở đây thì gia đình nhà tôi nói riêng, còn mọi hộ ở đây nói chung thì là rất nhiều khó khăn, thì vì là nó cũng không có việc làm. Còn từ ngày có dự án thì du lịch được phát triển lên và mạnh lên, thì là bản thân gia đình nhà tôi và cùng các hộ gia đình sống ở địa phương đây thì là được nhờ vào cái du lịch phát triển thì là cuộc sống thu nhập khá giả lên. Bên cạnh đó, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường ở các khu điểm du lịch được quan tâm. Để phấn đấu đón 7,2 triệu lượt khách trong năm 2018, cũng như đưa ngành du lịch ngày càng phát triển, thời gian tới, Ninh Bình tiếp tục bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển du lịch, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, tăng cường hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng dân cư phát triển du lịch, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, qua đó đưa Ninh Bình trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách và là trung tâm du lịch của cả nước. Những năm gần đây, trồng sen lấy gương sen đã được một số hộ gia đình ở xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương tận dụng đưa vào trồng ở những diện tích ao hồ và những vùng ruộng thấp trũng. Đến nay, phương thức sản xuất này đã mang lại hiệu quả kinh tế cho thu nhập cao gấp nhiều lần so với cây lúa. Toàn xã Quốc Tuấn hiện có diện tích khoảng 4 hectare trồng sen. Với những đặc tính của cây sen, thích hợp với những vùng đất thấp trũng, ít tốn công chăm sóc, khả năng chống chịu sâu bệnh cao và sớm cho thu hoạch. Trồng sen không chỉ mang lại cảnh quan đẹp, giá trị kinh tế mà còn giúp cải tạo môi trường nước. Vì thế, nhiều hộ dân của xã đã lựa chọn mô hình sản xuất này để phát triển kinh tế gia đình. Xã Quốc Tuấn của tôi thì cái diện tích trồng sen là có 9 hộ gia đình trồng, thế và diện tích vào khoảng 4 ha.
Thế và cái diện tích này là chủ yếu tập trung vào cái diện tích đất chuông ngòi, những cái đầu thừa đuôi thẹo mà không trồng lúa được. Bà con thì nói chung là cũng đầu tư vào cái việc này thì nó là phù hợp và làm nó cũng tương đối là cũng thời gian thì nó ngắn, hơn nữa là làm nó cũng làm được nhiều. Có thể một người, một hộ gia đình người ta trồng khoảng 8-9 nghìn m2, cũng có hộ thì 2-3 nghìn, tùy theo cái địa hình, nhưng mà nói chung là nó cũng tận dụng cái thu nhập cho gia đình, với lại cũng đầu tư cho trả cái sản lượng cho thôn, cho xã để đầu tư xây dựng công trình của thôn, của xã. Trong thời gian tới, để các hộ trồng sen tiếp tục duy trì được nguồn lợi kinh tế từ mô hình mang lại, xã Quốc Tuấn sẽ tạo điều kiện tập huấn kỹ thuật, vận động bà con chuyển đổi một số diện tích ruộng cây lúa không hiệu quả sang trồng sen, đồng thời nỗ lực tìm kiếm mở rộng thêm thị trường để sản phẩm từ sen có đầu ra ổn định. Với mong muốn có thể xây dựng cho địa phương một sản phẩm theo chương trình mỗi xã phường một sản phẩm OCOP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát động mới đây, đồng thời có thể mang lại một hướng đi mới giúp bà con nông dân trồng lúa đỡ vất vả. Anh Lương Văn Trường, sinh năm 1989, quê ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, đã nghỉ công việc hành chính để trở về quê hương, xây dựng thương hiệu lúa đặc sản, hướng đến sản phẩm gạo hữu cơ từ những giống lúa có sẵn ở quê nhà. Từng có 4 năm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lử Thần, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai, có nhiều dự án được triển khai thành công. Được bà con và lãnh đạo xã Lử Thần tin tưởng, anh Lương Văn Trường quyết định nghỉ việc, trở về quê hương trồng lúa. Đã từng thấy cảnh bố mẹ lam lũ với ruộng đồng, bám mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng năng suất lúa mỗi vụ vẫn thấp. Anh Trường suy nghĩ phải tìm một hướng đi mới để thay đổi nền nông nghiệp vốn có của quê hương Nam Định. Để có đủ diện tích đất thực hiện ước mơ của mình, anh đã phải thuê lại đất sản xuất nông nghiệp của một số hộ dân tại xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực. Với 7,2 hectare đất ruộng, anh Trường đã trồng lúa đặc sản hữu cơ. Ban đầu anh trồng thử nghiệm giống lúa tím sông Thương và giống nếp Thái Bình theo phương pháp 3-0, không cày, không bón phân hóa học, không phun thuốc hóa học. Anh còn trồng xen kẽ giống Toán Xoan và Bắc Hương theo phương pháp xen kẽ. Thời gian đầu có sử dụng phân hóa học. Cái động lực để mình gắn bó tiếp tục gắn bó với cái lúa này, đó là về không phải vì cây lúa không thôi mà về cả một cái nền nông nghiệp chung ở Việt Nam, chuyển đổi cơ cấu dần dần sang sản xuất hữu cơ để có những cái sản phẩm chất lượng vừa phục vụ thị trường trong nước vừa xuất khẩu. Sau một thời gian vất vả với mô hình trồng lúa hữu cơ, những hạt ngọc trời đầu tiên đã được thu hoạch trong niềm mong mỏi của anh Trường. Tuy năng suất không cao, chỉ khoảng 1,2 tạ đến 1,3 tạ một sào, nhưng đã tạo cho anh Trường niềm tin và hy vọng vào con đường phía trước. Vụ mùa tới, anh Trường quyết định phủ kín 7,2 hectare bằng các giống lúa đặc sản theo hướng hữu cơ, với hy vọng sẽ làm nên một điều mới mẻ cho quê hương. Thái Bình là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về sản lượng ngao nuôi, và hiện nay diện tích ngao nuôi của Thái Bình vẫn duy trì ổn định là 3.000 ha, tập trung ở hai huyện ven biển Thái Thụy và Tiền Hải. Thế nhưng có một nghịch lý là ngao giống để phục vụ cho sản xuất thì vẫn còn ít. Người dân vẫn phải nhập ngao từ các tỉnh khác về để ương tướng và thả nuôi. Ông Trần Văn Thắng, chủ cơ sở sản xuất ngao giống ở xã Đông Minh, huyện Tiền Hải cho biết, sản xuất ngao giống cũng lắm thăng trầm. Đặc trưng riêng của loài này là con giống chỉ ở thể ấu trùng, rất nhỏ, không thể nhìn bằng mắt thường mà phải nhìn bằng kính lúp. Vì vậy rất khó phân biệt là giống ngao tốt hay giống kém chất lượng. Khó khăn về con giống nên các hộ nuôi phải mua con giống từ các tỉnh Cà Mau, Bến Tre, Tiền Giang, Sóc Trăng. Trong khi đó, cơ sở của ông hiện sản xuất cũng chỉ đáp ứng được lượng nhỏ nhu cầu nuôi ngao tại địa phương. Tôi sản xuất ngao năm nay nó đạt đầu con thì nó được khoảng tầm 800 triệu đầu con. Đến bây giờ, thời điểm bây giờ, thì nếu 800 triệu đầu con này thì cũng chỉ là phục vụ cho được mấy hộ gia đình thôi. Thì nó gọi là tỷ lệ là quá thấp. Trong thực tế, toàn tỉnh có 14 cơ sở ương giống ngao như xã Nam Cường, Đông Minh, nhưng lại theo hình thức hộ gia đình nên rất khó thống kê và quản lý. Quá trình triển khai, bà con chủ yếu tự đi mua ngao giống qua tích lũy kinh nghiệm là chính nên dễ gặp rủi ro. Được giống tốt thì được mùa, còn mua phải giống dở thì coi như trắng tay. Thì chúng tôi cũng mong là sau khi mà anh em tôi cũng đã nhiều năm sản xuất ngao giống mà đến bây giờ thì khẳng định là đã làm được cũng tương đối nhiều. Thì cũng mong là tỉnh quan tâm để chỉ đạo cùng anh em tôi nhân rộng ra.
Hiện nay, sản lượng ngao giống Thái Bình tự sản xuất đạt trên 10 tỷ con, cung ứng được khoảng 22% nhu cầu trong tỉnh, còn lại nhập từ các tỉnh ngoài về 30 tỷ con ngao giống. Số lượng lớn nguồn giống được nhập về theo nhiều hình thức và con đường khác nhau, địa điểm, thời gian nuôi rải rác quanh năm và mang tính nhỏ lẻ nên việc kiểm tra, kiểm soát khó thực hiện. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018, tỉnh Hà Nam đã thành lập 129 đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm ở cả 3 cấp, tiến hành thanh tra kiểm tra 1.075 cơ sở thực phẩm trong toàn tỉnh. Công tác thanh tra an toàn thực phẩm được tập trung đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh như nước uống đóng chai, các loại thịt, hải sản đông lạnh, rau củ quả, cơ sở dịch vụ ăn uống. Trong đó, đoàn thanh kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh kiểm tra được 26 cơ sở thực phẩm. Đoàn liên ngành của huyện kiểm tra được 182 cơ sở, đoàn liên ngành tuyến xã kiểm tra được hơn 860 cơ sở. Trong tổng số các cơ sở được thanh kiểm tra, đã phát hiện 333 cơ sở vi phạm, xử lý bằng hình thức phạt tiền đối với 38 cơ sở với số tiền trên 46 triệu đồng. Yêu cầu một cơ sở thực hiện ghi nhãn sản phẩm theo quy định, tạm đình chỉ hoạt động một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống vì vi phạm các điều kiện về an toàn thực phẩm. Các cơ sở còn lại đã được các đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành nhắc nhở và gia hạn thời gian khắc phục vi phạm. Các nội dung vi phạm chủ yếu là điều kiện trang thiết bị dụng cụ, điều kiện con người, ghi nhãn thực phẩm, còn tình trạng sử dụng hóa chất phụ gia ngoài danh mục cho phép để sản xuất, bảo quản thực phẩm. Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 7, Chi cục Quản lý Thị trường Hưng Yên, phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 99C09318 do Nguyễn Đức Thung, sinh năm 1987, có hộ khẩu thường trú ở xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, vận chuyển bì lợn có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thú y. Nguyễn Đức Thung khai nhận đã thu mua số bì lợn trôi nổi trên địa bàn huyện Mỹ Hào có trọng lượng là 750 kg, vận chuyển về Bắc Ninh tiêu thụ. Toàn bộ số bì lợn trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm, có dấu hiệu biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y. Cơ quan chức năng đã phối hợp với Ban chỉ đạo 389 huyện Văn Lâm xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng, đồng thời tiến hành tiêu hủy số bì lợn trên. Thực hiện Nghị định số 139/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, công tác thanh tra kiểm tra xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả. 5 tháng đầu năm 2018, Sở Xây dựng đã tiến hành 7 cuộc thanh tra xử lý vi phạm trong đầu tư xây dựng với tổng số tiền trên 432 triệu đồng. Trong đó kiến nghị thu hồi gần 203 triệu đồng và kiến nghị cắt giảm sau quyết toán hơn 229 triệu đồng. Đồng thời xử lý vi phạm trật tự xây dựng với các lỗi xây dựng không phép, trái phép là 80 triệu đồng. Hầu hết các lỗi vi phạm là chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các nhà thầu nghiệm thu quyết toán thừa so với khối lượng thi công. Thiếu các thủ tục hồ sơ cần thiết, thiếu sót trong công tác thẩm tra, thẩm định quyết toán. Với việc ban hành sớm các văn bản hướng dẫn thi hành nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, đã tạo hành lang pháp lý hoàn chỉnh giúp các cấp ngành sớm nhận diện và xử lý vi phạm từ đầu, khắc phục tình trạng phạt cho tồn tại, đảm bảo phát triển đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao là điều kiện dễ xảy ra cháy nổ. Mới đây đã xảy ra vụ cháy xe ô tô ở chi nhánh Viettel Ninh Bình. Vụ cháy xảy ra ở tầng hầm gara để xe của tòa nhà trung tâm Viettel Ninh Bình vào sáng ngày 22 tháng 6 khi phát hiện khói bốc ra từ đây. Lực lượng bảo vệ tiến hành sử dụng các phương tiện chống cháy xử lý sự cố. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh điều các xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa. Do đây là trụ sở mới đưa vào sử dụng, có đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy. Lực lượng cán bộ nhân viên được tập huấn bài bản, việc xử lý được triển khai sớm, nhanh chóng. Cùng với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nên đám cháy đã được dập tắt. Đánh giá bước đầu có thể là do xe bị chập điện khiến ô tô bị hư hại. Lực lượng phòng cháy chữa cháy cho biết, thời tiết hiện nay nhiệt độ lên cao, rất dễ xảy ra cháy nổ, do đó người dân cần cảnh giác cao, triển khai tốt công tác phòng chống, kiểm tra thiết bị phương tiện để chủ động đối phó với các tình huống cháy nổ có thể xảy ra. Bắc Ninh là một trong những tỉnh nằm trong top đầu cả nước về thu hút đầu tư, đặc biệt là các dự án đầu tư nước ngoài.
với 16 khu công nghiệp tập trung, hơn 1.000 doanh nghiệp đã được cấp phép đầu tư. Tổng số vốn đăng ký là gần 17 tỷ đô la Mỹ, thu hút gần 300.000 công nhân lao động trong và ngoài nước. Có được kết quả đó, ngoài những chính sách ưu việt của tỉnh, sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân, còn có sự vào cuộc một cách quyết liệt của các ngành chức năng. Trong đó, có lực lượng vũ trang trong việc đảm bảo an ninh trật tự, góp phần đảm bảo an toàn môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư. Huyện Tiên Du hiện có hai khu công nghiệp tập trung là Tiên Sơn và Đại Đồng, Hoàn Sơn, cùng với hai cụm công nghiệp Phú Lâm và Tân Chi. Tại các khu cụm công nghiệp này đã thu hút được hơn 300 doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho gần 80.000 lao động, trong đó có nhiều lao động nước ngoài và gần 40% lao động ngoại tỉnh. Để đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực này, giúp các doanh nghiệp và người lao động yên tâm sản xuất, kinh doanh. Những năm qua, Công an huyện Tiên Du đã triển khai xây dựng nhiều phương án, giải pháp đồng bộ, qua đó phát hiện tố giác, xử lý nhiều vụ việc phức tạp, góp phần đảm bảo môi trường đầu tư an toàn, trở thành sự lựa chọn của nhiều nhà đầu tư. Tại xã Yên Phong, tỉnh Ninh Bình, Hội Phụ Nữ huyện Yên Mô vừa tổ chức diễn đàn Ngôi Nhà An Toàn Cho Trẻ. Đây là hoạt động hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, hưởng ứng Tháng Hành động vì Trẻ Em năm 2018. Diễn đàn được tổ chức bằng hoạt động thi kiến thức phòng chống tai nạn thương tích của các cuộc thi trắc nghiệm, thực hành sơ cứu một số loại tai nạn thương tích ở trẻ em, với 3 phần thi dự đoán hình ảnh hậu quả tai nạn thương tích qua tình huống cho trước, thi tài năng qua thực hành xử lý tình huống giả định và phần thi trắc nghiệm. Do có kinh nghiệm trong cuộc sống, được tìm hiểu kỹ lưỡng nên hầu hết các đội thi đều thực hiện tốt nội dung yêu cầu, nhận thức cách phòng chống tai nạn thường xảy ra trong cuộc sống thường nhật như đổ phích nước, điện giật, đuối nước, chất dễ cháy, vật nhọn. Đặc biệt, phần thi thực hành băng bó sự cố gãy tay trẻ em đã được thí sinh là bậc cha mẹ thực hiện thành thục. Diễn đàn góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ tại gia đình, đồng thời nâng cao trách nhiệm, hành động của các cấp, các ngành và cộng đồng đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và phòng chống tai nạn cho trẻ em một cách hiệu quả. Mới đây tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam tổ chức lễ trao tặng xe đạp, học bổng cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tại buổi lễ, thông qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh, AIA Việt Nam và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam đã trao tặng 141 chiếc xe đạp, 15 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 276 triệu đồng. Trong đó, 30 chiếc xe đạp và quà đã được trao tặng cho 30 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn ngay tại sự kiện. 111 chiếc xe đạp và 15 suất học bổng còn lại sẽ được AIA và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Bắc Ninh trao tặng cho trẻ em một số huyện ngay sau buổi lễ. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện của chương trình Hành trình cuộc sống được AIA Việt Nam phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam, chính quyền địa phương của các tỉnh thành phát động từ năm 2014. Sau hơn 4 năm thực hiện, gần 7.000 chiếc xe đạp đã được chương trình gửi tặng đến các trẻ em nghèo của hơn 50 tỉnh thành trên toàn quốc. Riêng năm 2018, Hành trình cuộc sống sẽ được tổ chức thành 12 sự kiện chính từ Bắc vào Nam với khoảng 2.700 chiếc xe đạp và 100 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ miễn phí, mỗi hợp đồng trị giá 20 triệu đồng. Sẽ được trao tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Cùng với các địa phương khác trong huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, hiện nay xã La Sơn đang đẩy mạnh phong trào trồng hoa trên các tuyến đường. Trong ngày đầu ra quân đã trồng được trên 4 km cây hoa các loại với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng, trong đó tỉnh, huyện hỗ trợ 20 triệu đồng, còn lại được trích từ nguồn ngân sách xã. Lực lượng tham gia chính trong phong trào này là cán bộ công chức xã, phụ nữ, nông dân, cán bộ giáo viên của 3 ngành học. Việc trồng hoa trên các tuyến đường đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong việc nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh đường làng ngõ xóm, góp phần xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò của người phụ nữ trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Tân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên luôn chú trọng đến việc tuyên truyền, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn thêm xanh, sạch đẹp. Hội Phụ nữ xã Tân Dân có hơn 2.000 hội viên, trong đó có hơn 90% số gia đình hội viên thực hiện tốt mô hình 503 sạch do Trung ương hội đề ra. Nhận thức rõ ý nghĩa tầm quan trọng của vệ sinh môi trường đối với phát triển kinh tế và chất lượng cuộc sống, những năm qua, phong trào bảo vệ môi trường của Hội Phụ nữ xã luôn được chú trọng và đi vào nền nếp. Hai tuần một lần, Hội Phụ nữ xã tập trung vệ sinh môi trường, thu gom rác, quét dọn trên các tuyến đường liên xã thôn, tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức phân loại rác thải ngay tại hộ gia đình, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn thêm xanh sạch đẹp.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.